Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm bún cá chấm nhé, một món ăn rất là hot ở hiện nay ở ngoài Hà Nội. Mọi người rất là thích ăn cái món bún cá này. Bây giờ các bạn cùng làm với mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ làm món bún chả cá nhé, chả cá chiên cả miếng nhé. Cái món này rất là ngon mà bây giờ rất là hot ạ. Trước tiên mình sẽ ninh nước dùng trước. Để ninh nước dùng thì mình sẽ chuẩn bị ninh nước dùng thì chúng ta gồm có này, xương đầu cá và xương sống của cá thì mình ngọc, cho muối này vào và cho gừng, cho hành, đầu hành lá vào hoặc là hành tím vào, chúng ta ninh cùng cho nó ngọt và nó không có mùi tanh. Nấu nước dùng thì mình cho này hành, đầu hành lá này, một quả ớt cho nó đỡ mùi tanh này, và thêm gừng đập dập này vào. Còn khi ăn thì chúng ta sẽ cho sa tế thêm vào ấy để cho nó món ăn nó ngon hơn, và thêm một chút muối vào khi ninh nước dùng. Đơn giản như vậy thôi. Các bạn cho nước ngập cho mình và các bạn ninh nước dùng mình khoảng 30 phút là nước dùng nó sẽ ngon ngọt, và lúc đấy mình chỉ cần lấy cái nước thôi, còn cái phần xương cá này mình không dùng gì nhé. Và trong khi chờ cái nước dùng này được thì mình sẽ đi cướp cá để chiên cá. Các bạn đừng đun cho sủi lên nhé, và sau đó mình sẽ cướp ở vung này lúc để cho bay hết hơi tanh đi, và cho nồi nhỏ lửa và ninh khoảng 10 tiếng. Trong khi chờ đợi thì mình đi cướp cá. Cá phi lê nhé các bạn nhé. Các bạn thái rửa sạch với nước muối đã, sau đó các bạn thái miếng cho để chúng ta ướp gia vị và chiên giòn. Đây là cá rô phi nhé. Cá rô phi là nó nhiều thịt và ăn nó không bị tanh. Này ngoài Hà Nội bây giờ mọi người rất là thích ăn, rất là hot. Cái nồi nước dùng của chúng ta lấy cái nước cá linh đấy, nước xương từ cá đấy, sau đó chúng ta nêm nếm lại gia vị và cho thêm cà chua và rau cải là được, rau cải canh ấy. Miếng dày một chút nhé, để miếng cá của chúng ta khi chiên xong nó không bị nát. Dày khoảng 0,6, 5, 0,6 cm. Để át cái mùi tanh của cá nhé, thì mình sẽ cho một chút xíu bột nghệ, nó vừa tạo màu đẹp và vừa át mùi tanh, để khi mà mình chiên cá thành phần chả cá. Ướp chả cá này rất là đơn giản thôi, một chút hạt tiêu xay nữa cho nó thơm, chút không cần nhiều, thêm muối. Không cần đậm quá nhé, chỉ hơi đậm một chút thôi. Thêm chút bột ngọt đậm cho ngon. Chúng ta đảo đều lên. Chúng ta đều lại đảo đều lên. Sau đó mình sắc thêm một chút bột chiên giòn vào. Một chút xíu đó, vì món chả cá này nó chỉ cần một chút bột để khi mình chiên nó không bị bắn dập và cá nó cứng hơn một chút thôi. Một chiên mịn ấy, một chiên giòn mịn ấy, cá nào cũng được nhé, chứ mình không cần một chiên sụt. Riêng với món bún chả cá này nó đơn giản như vậy. Xong gia vị đều xong rồi thì mình mới cho bột vào nhé. Các bạn không cần nhiều, khoảng hơn một thìa cà phê một chút thôi, khoảng 2 thìa cà phê với 300g cá chiên này thôi. Chỉ cần một chút xíu bột mỏng ở bên ngoài như vậy. Như này mình là xong cái cách giúp chả cá chiên rồi đấy. Giờ chờ đợi.
thêm một chút nữa cho nó ngấm rồi chúng ta mang đi chiên. Món cả chả cá chiên này ngon thì chúng ta sẽ kết hợp với một ít đậu chiên nhé. Mình sẽ chiên đậu trước, chiên đậu vàng lên, sau đó chúng ta ăn kèm với cá và bún chả. Chiên đậu xong mình sẽ chiên cá, chiên đậu vàng lên nhé. Cá mình sẽ chiên vàng như vậy. Xong đậu rồi thì mình sẽ vớt đậu ra và mình quay sang chiên cá. Đơn giản thôi các bạn, dầu sôi lên các bạn cho cá vào chiên này. Cá nó sẽ không còn mùi tanh khi mà chúng ta đã ướp như này được, nó cảm hết cái mùi tanh rồi. Và khi rửa cá thì mình đã rửa vào muối rồi, và còn một chút rượu trắng rồi, thì cá còn sạch cả cái mùi tanh. Cá được chiên giòn lên nó sẽ không còn mùi tanh, thì món này rất là ngon, khô ráo mà ai cũng thích ăn. Chờ đợi chiên cá thì chúng ta sẽ đi kiểm tra cái nước dùng. Nó sẽ có một chút bọt này là từ gia vị và từ cái nước máu còn sót lại ở cái xương. Chúng ta hớt hết đi nhé. Nước dùng này cũng yên tâm là nó sẽ không có tanh đâu. Nhưng mà các bạn nấu đúng cách đúng mình. Sau đó chúng ta chỉ lấy cái nước này để chúng ta làm nước chan cá thôi. Nước ăn với cá mình uống đó. Còn cái phần xương này chúng ta bỏ đi nhé. Nên chờ đợi thêm một chút nữa là cái nước dùng này được. Sau khi chờ đợi thì mình lại đi chiên cá tiếp. Sau thì mình sẽ cho nước dùng ra và cho cà chua vào và rau vào này. Các bạn chiên cho thật vàng lên đi, chiên đậu vào đây nhé. Đây. Cá khi mà tẩm nó chút gia vị và chút bột ấy, thì chúng ta chiên cá nó rất là giòn và ngon. Đây là mình chiên miếng cá nó còn mỏng, đúng theo kiểu trứng chả mà mình hay ăn đấy. Còn bây giờ các quán ngoài Hà Nội người ta sẽ chiên miếng dày hơn, nó không bị nát cá. Nhưng mà ăn nó sẽ không được giòn đều được hết như miếng như mỏng như này. Tùy theo sở thích của mỗi người mà chúng ta chiên miếng cá dày hơn gấp 3 lần cũng được, và tùy theo cách ăn của mỗi người. Và mình sẽ bỏ những miếng giòn ra trước. Để cái trên cho nó ráo dầu. Mình cá rất là giòn và ngon. Để cạnh mình đậu này. Xương cá mình đã linh rồi nhé, thì các bạn đổ vào đây vợt để chúng ta lọc được cái nước thôi. Còn cái phần đây, phần xương này chúng ta để lại, ai ăn thì ăn, không ăn thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta phải lấy cái nước ngọt này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đun lên và lên món gia vị. Ở đây mình sẽ chỉ cần cho thêm cà chua vào
sủi nghe nếp cho cà chua vào và thêm vì cá rô lên rất hợp rau cải cho nên mình cho rau cải, và các bạn nào không thích ăn rau cải các bạn cho dọc mùng cũng được nhá, dọc mùng vào ăn cũng giòn ngon. Bây giờ lên lấy lại cái nồi nước dùng này cho mình. Sôi lên rồi các bạn cho rau cải vào, xong cái nồi nước dùng đấy vắt cho mình nước cốt của một quả chanh vào tạo vị chua thơm ngon. Không dùng chanh này các bạn có thể dùng me hoặc là sấu hay là quất cũng được nhé. Để mình dùng chanh. Nồi nước nó sủi sùng sục lên. À được ạ. Và hớt bớt cái bọt này. Vừa miệng nó không cần phải đặt nhé, vì cá mình đã cần một chút bột rồi, à chút gia vị rồi. Còn các bạn nào muốn không thích ăn cái nước này thì chúng ta có thể thay bằng cá chấm nước mắm nhé. Các bạn dùng nước mắm chua ngọt như nước mắm bún chả, tỏi ớt vào, đây thêm ít nước mắm nữa vào cũng thế thôi nhỉ. Bằng cá đấy. Xong cái phần nước dùng rồi, cái rau nó cũng chín vừa tới. Ở trong nhà hàng thì chúng ta sẽ trần rau và chúng ta sẽ đặt lên trên và sau đổ dưới nước dùng vào. Còn ở trong gia đình thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và các bạn sẽ bày ra bát và chúng ta thưởng thức thôi. Mình sẽ bày ra và mình sẽ có cái phần cá rất là ngon luôn. Không hề bị tanh, nước dùng thơm ngon ngọt. Các bạn kỳ công hơn, các bạn có thể gỡ thêm ít nhé, thịt của cái xương ấy, cho lên để cho đúng cái kiểu là nước canh cá. Các bạn sẽ đặt lên nhé, chúng ta sẽ có những cái phần rất là hấp dẫn này các bạn đây. Đây là mình vẽ xong nhé. Khi ăn thì chúng ta sẽ múc ra một cái bát khác và chúng ta sẽ cho từng thứ vào một này. Nếu ăn thích ăn nước chấm thì cho cả nước chấm vào, còn không thì cứ như thế này, cho cái bát vào, cho bún này, cho cá này, cho đậu này, cho nước dùng vào này. Và bây giờ mình đã chia sẻ xong cách làm bún cá chấm ở đây nhá. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình, đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.